Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Công an tỉnh đã tổ chức cho các cháu là con của cán bộ chiến sĩ tham gia về nguồn tại địa đạo Long Phước, đồng thời tổ chức trao thưởng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019. Trước khi tham gia buổi lễ, các em thiếu nhi, nhi đồng đã được nghe giới thiệu về truyền thống lịch sử của địa đạo Long Phước, những tấm gương chiến đấu, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tham gia dân hương và tham quan địa đạo. Trong phần lễ tuyên dương, hơn 30 em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp huyện, tỉnh, quốc gia như cuộc thi tài năng Robotacon, các cuộc thi cấp quốc gia về toán, sinh học, lịch sử, ngoại ngữ, v.v. đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng những phần quà và giấy khen nhằm khích lệ động viên các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học tập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, ngày càng tiến bộ trong học tập, là con ngoan trò giỏi trong mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước.